thương. Nhà giáo nhưng nó không chỉ là ngày lễ hội của một ngành nghề, của những cái thầy cô giáo mà ngày 26 tháng 11 2023 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng thông tư số 18/2017/TT-BND ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.